những người dân ở khu vực Thăng Bình có cái cánh đồng không là không biết đến thủ thị mới chở được. Núi ông thủ thị thì có rất là nhiều gia thuộc, nhiều chuyện đó. Ông là một trong những người rất ghét những cái bọn cường hào ốc bó, cho nên là ông thường bày những cái trò để mà chơi kham, để mà chăm chích, để mà chọc ghẹo. Họ rất là tức ổng, nhưng mà đau lòng chỉ được ổng thôi. Thì có một cái câu chuyện như thế này. Ở một cái lòn nọ, ở cánh đồng Thăng Bình, có cái bà phú hộ và gái chồng. Một hôm thì bà mới cho gia đình đem cái bảng đề cái chữ là trung trinh liệt nữ đem treo ở trước nhà. Ý nói là thủ tiết thời chồng mà. Còn chuyện bỏ cái thủ tiết thời chồng hay không á, thì quả cái lòn á, kể có ông thủ thiện ấy cũng biết là rất là rõ, biết rõ là bỏ có thờ hay không, có nhữ hay không, biết rõ đó. Thế là một hôm là ông quyết định là ông sẽ bày cái trò để cho bà này bỏ bẻ mặt một phút. Thì ông canh mai, bỏ đi Hậu An. Mà hồi đó đi Hậu An á, là phải đi đò, chứ không phải như trừ có cầu cử đệ đường xóa thông suốt đi xuống đi đò. Rồi là ông canh mai ông lên trên con đò trước, ông sắp xếp gì đó sang xuôi rồi là ông mới lăn loa, ông lại ông ngồi gần ở chỗ quả này ngồi bài đó. Thì khi con đò nó vừa cập bến vô thì ông quay xoan ông nước bỏ chị nhớ cái đít lên cho tôi rút con cừu rồi kìa, thì khi bà này bỏ ngay như thế sang thì bỏ đâu khủng đỏ mặt và chửi. Tôi là người lịch sự nhỏ nhẹn á, chứ có phải là cái thứ dâm phu dâm phụ đâu mà anh nói chuyện đó. Thấy anh ưng cái gì đó. Thì ông thủ thiện bình tĩnh, không nói gì nói cho chị cũng nhớ cái đít làng thì tôi mới rút con cừu tôi ra được. Trời trời tức không, mà đồ ăn đủ thua đủ ông mà chửi. Anh bình tĩnh, thủ thiện bình tĩnh, chị đứng lên đi, chị nhớ cái đít lên đi nè nè. Thì ông bỏ gì đứng lên sàn, ông thò tay xuống ở dưới cái gầm ghe, ông rút ra cái con chim cừu gá, ông để sẵn với nó rồi đó. Thấy không, tôi nói có sơ chi mua có, chị nhớ cái đít này là tôi rút con cừu tôi ra được liền. Đây con chim cừu gá của tôi đây nè, chị nghĩ cái gì đằng đầu đó, chị nghĩ cái gì sao xoài cái vậy chị. Ôi trời ơi, trời ơi, bà đỏ mặt bà dị bà quê không biết lộn chi mà. Mà người ta đi đò cũng đông nữa kìa, trời ơi cái gì ôm nữa, không biết xuống chui xuống cái lỗ mồm nấp nữa mà. Thì đó là một trong những cái câu chuyện của ông thủ thiện trong cái mục là thủ thiện mới chạy được đó. Thì giới thiệu thêm với mọi người là ông thủ thiện thì quê gốc ở xứ Bình Định, lòn An Hòa, phủ Thăng Bình xưa, nay là xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Thì ông có rất là nhiều gia thuộc, kể về ông thì nhiều lắm, trong đó có thủ thiện mới chạy được. Ông rất là giỏi chữ nho, mà là một trong những người có uy tín, cho nên được cử làm thủ sát. Ngày xưa thì người Quảng Nam có một cái tục lệ là đối với những người mà có tuổi gọi là lớn tuổi thì không có kêu cái tên chính, không có gọi cái tên chính, mà gọi tên theo cái người con trai lớn. Thì thủ thiện là cái tên ghép giữa cái chức sắc là thủ sát với lại tên của người con trai lớn. Chứ ông thủ thiện ông tên thiệt là Nguyễn Tấn Nhân. Thì để kể về những cái câu chuyện của thủ thiện thì có phải như những cái chuyện chứ làm khác. Phải nắm bác này phải kể một cách gọi là nó tương đối, nó đúng. Chứ còn kể em bại cũng không được. Vì thủ thiện thì được xếp ngon với lại Trận Lợn, rồi Trận Quỳnh, ông Ó, Bắc Bơ Phi. Thì sau này sưu tầm thêm nhiều chuyện thủ thiện thì mình sẽ kể cho mọi người nghe.